gia đình mình vui bất thình lình những diễn biến tiếp theo. Trâm Anh hay tin mang bầu. Thành cho Danh xem clip. Danh hối hận đi tìm Trâm Anh xin lỗi. Sau khi cả hai quyết định dừng lại, Trâm Anh đã dọn đồ về ở với mẹ Ngọc. Trong lúc đang cô đơn và đau khổ sau khi chia tay với Danh, Trâm Anh một lần nữa đối mặt với một bất ngờ khác. Cô phát hiện ra mình đang mang thai. Ban đầu, Trâm Anh lúng túng và hoang mang không biết nên làm gì. Tuy một phần cô hạnh phúc vì đứa bé đang lớn dần trong bụng, nhưng cũng lo lắng vì hoàn cảnh hiện tại đầy khó khăn. Cô tự hỏi liệu Danh có sẽ chấp nhận và có thể hàn gắn lại với cô hay không. Trong lúc này, Danh đang loay hoay với cảm xúc sau khi xem đoạn video hôm cả nhà úp sọt từ Khải và anh Thành. Nhìn những lời nói dứt khoát, những cái vả vào mặt Khải rồi lớn tiếng ra tay bảo vệ chồng, Danh cảm thấy vô cùng hối hận vì mình đã hiểu lầm về Trâm Anh. Lúc này, anh Thành đã quyết định đưa cho Danh xem một đoạn video khác. Lần này nó không phải là đoạn clip của quá khứ mà là một đoạn video vui vẻ và hạnh phúc của Danh và Trâm Anh trong thời gian họ còn ở bên nhau. Đoạn clip này ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai, những niềm vui và tình yêu chân thành mà họ đã dành cho nhau. Trong đoạn video, Trâm Anh và Danh vui đùa cùng nhau nấu ăn, dạo phố và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Anh Thành hy vọng rằng việc xem đoạn video này sẽ giúp Danh nhận ra tình yêu thật sự giữa hai người không thể bị mờ nhạt và những câu chuyện ở quá khứ. Sau khi xem xong đoạn clip, Danh cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc đã từng tồn tại giữa anh và Trâm Anh. Anh nhìn quanh căn nhà mà từ trước tới nay giờ đã nên trống vắng cô đơn. Lòng Danh cảm thấy xuyên thấu bởi những hối hận và tình cảm tiếc nuối. Khi Thành rời đi khỏi phòng, cảm xúc hối hận cháy trong lòng Danh. Anh đã làm tổn thương Trâm Anh bằng sự hiểu lầm và cảm giác ghen tuông không chấp nhận được. Danh cảm thấy hối hận vô cùng. Anh quyết định tìm kiếm Trâm Anh ngay lập tức. Danh đến nơi Trâm Anh đang ở. Trong lòng anh chẳng biết phải nói gì. Anh chỉ cảm nhận được sự cô đơn và đau khổ và mong muốn tìm kiếm sự tha thứ. Khi cánh cửa mở ra, Trâm Anh quay lại thấy Danh đang đứng trước mắt. Danh nắm chặt tay Trâm Anh và thốt lên: "Trâm Anh, anh xin lỗi. Anh biết hết mọi sự thật rồi. Em đừng rời xa anh. Anh không thể sống thiếu em. Anh đã sai, anh đã làm tổn thương em và hối hận vô cùng. Hãy tha thứ cho anh." Trâm Anh nhìn vào đôi mắt đầy hối hận của Danh và cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Cô không thể giữ thù hận và cô cũng không muốn mất đi hạnh phúc gia đình mình. Trâm Anh bước lại gần Danh và ôm chặt lấy. "Chúng ta ai cũng đều có một quá khứ và đó cũng chỉ là quá khứ, nó không phải là hiện tại. Nhưng chúng ta vẫn còn tương lai để xây dựng hạnh phúc." Trâm Anh nói nhẹ nhàng. "Tha thứ, nhưng chúng ta phải học lại từ quá khứ để không lặp lại sai lầm. Thương nhau thật lòng và cùng nhau vượt qua khó khăn." Người ôm nhau trong cõi lòng hồi hương giữa ánh sáng mới sau cơn bão tố, Trâm Anh biết rằng có một trái tim mới đang nở trong bụng cô, một tương lai tươi sáng hạnh phúc đang chờ đón cả gia đình ở phía trước.